112 天, ngày 112. Vâng ạ, vậy trước tiên như vậy đi, muộn chút gặp lại ạ. Hãy nghe và nhắc lại. 好啊,那先这样吧,晚点见。 好, 啊, 那, 先, 这, 样, 把, 晚, 点, 点, 见, 好啊, 那先这样吧, 晚点见。 好啊,那先这样吧,晚点见。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 以后还请你多多帮助。 Được, quyết định như vậy đi. 好, 一言为定。 Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, 原来是这样。 Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại. 接到了, mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用. Nhận được lời mời kết bạn chưa? 收到好友申请了没有? Lần sau đổi mình mời bạn. 下次换我请你. Chưa từng uống qua đồ uống ở chỗ này. Mấy hơ qua ở chỗ lì đợi yến phín. Giá cả lại rất hợp lý. Giá cả yêu hẳn hợp lý. Mời từ từ dùng. Chính mạnh dùng. Có cần ăn đồ ngọt không? Yào bú yào chứ thiên phỉn. Buổi sáng đi. Sáng ủ chì. Là làm cái gì vậy? 是做什么的? Có dự định phát triển ở Việt Nam hay không? 打不打算在越南发展? Nhận điện thoại một chút. 接一下电话. Không có việc gì đâu. 没事的, 没事的. Buổi tối cùng đi siêu thị. 晚上一起去超市. Đại khái khoảng mấy giờ? 大概几点? Có khả năng 6 giờ hơn. 可能六点多. Về đến nhà. 回到家. Lúc nào về lúc đó đi. 什么时候回来什么时候去.
Trước tiên như vậy đi. Xin chào rằng bà. Muộn chút gặp lại. Hoán đèn diện.